Trở lại với Việt Nam, không khí lạnh đang về ở các tỉnh thành của miền Bắc. Khi nào thì nó sẽ ảnh hưởng tới thủ đô Hà Nội? Biên tập viên Thanh Tùng sẽ cập nhật cho quý vị. Xin mời anh. Cảm ơn anh Hữu Chí. Thưa quý vị và các bạn, bởi vì là không khí lạnh cuối mùa thế nên là cường độ của nó khá yếu và tốc độ di chuyển cũng chậm nữa. Và khả năng là phải đến chiều tối nay thì thủ đô Hà Nội mới bắt đầu chịu tác động. Hiện tại thì khối không khí lạnh mới chỉ tiến sát xuống khu vực vùng núi phía Bắc của nước ta ở Cao Bằng và Lạng Sơn và khả năng là trưa và đầu giờ chiều nay thì bắt đầu gây mưa trước tiên cho khu vực này. Với thủ đô Hà Nội thì sáng nay có mưa nhỏ lất phất nhưng mà đấy là do gió đông nam. Khả năng là từ 16 giờ ngày hôm nay trở đi thì mưa rào mới xuất hiện do không khí lạnh tác động đến. Mưa xảy ra ngắt quãng cho đến tối ngày hôm nay. Nhiệt độ chiều ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội ở vào khoảng là 28 độ, khá là mát mẻ. Và phải đến thời điểm là 22 giờ khi mà nhiệt độ giảm xuống còn 23 độ thì khi đó quý vị mới bắt đầu cảm thấy lạnh dần. Khu vực Nam Bộ thì ngày hôm nay nắng nóng giảm do có mưa trái mùa. Dự báo là chiều tối nay mưa xảy ra trên 1/2 diện tích của khu vực và cục bộ cũng sẽ có những cái điểm mưa to. Và quý vị lưu ý là mưa sau một chuỗi ngày nắng nóng thì rất dễ đi kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, sấm sét hay gió giật mạnh. Với thành phố Hồ Chí Minh thì trước khi có mưa, trong 2 đến 3 tiếng tới trời vẫn khá nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở phía Bắc như là huyện Củ Chi, Hóc Môn, rồi là thành phố Thủ Đức cũng như là khu vực trung tâm thành phố chung mức nhiệt là 35 độ. Đối với phía Nam thì thời tiết dịu hơn một chút, khoảng 34 độ. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất.